Hết chưa? Rồi bắt đầu đi tiếp nha. Tỉnh táo rồi kìa, cái mặt tỉnh này kìa. Tỉnh chưa? Tỉnh nha, về Đắk Lắk kìa, Đắk Lắk. Đi qua số 2, hậu đâu? Coi chỗ nào vắng vắng mình ngồi. Ở nhà đi vòng vòng sáng giờ thấy cái cột chạc pin mà trống có nhiều chỗ ngồi mừng quá chạy tới liền. Nãy giờ tìm cái đồ chạc chờ mà cũng không có nữa hả hậu? Hậu giấu đi đâu rồi? Ra bố kìa không? Bố ơi, An. Duy có battery chạc không? Không có. Duyên có mà. Duyên có đưa cục cho, cục battery cho bố chạc luôn kìa. Có cần cục. Đang chạc pin. An, đi cái lối đi ưu tiên. Ở bên bên đại hàng nó không cho, thôi Việt Nam nó cho. Em thử đi. Nói em là con nít mà sao không cho em đi, kỳ thị hả? Em nói anh con nít. Ba Duyên. Bố cứ sợ, bố cứ kêu cái kéo đi. Nhưng ồn quá vậy. Bus tiếp. Hôm nay trời nắng, không có bị mưa. Nãy bị mưa, giờ hết mưa rồi. Chuyến bay thứ 8 là mình bay trong kịp đi chơi này. Ghê quá, bay quá. Em đi máy bay nào đây? Cái bên kia. Cái máy bay đó là máy bay thứ 100 á. Em thấy nó ghi cái chữ không? Cái máy bay thứ 100 á. Của Việt Nam. Pacific kìa, thấy không? Mình đi hãng của Pacific kìa. Ủa sao kỳ cục vậy? Đó, thấy chưa? Nó cho mình bay Pacific kìa. Cái này bamboo. Bamboo. Yeah, it's bamboo. Ủa sao kỳ vậy? Mình mua Việt Nam Airlines cho mình ba Pacific Airlines kỳ vậy trời. Đó thấy không? Pacific Airlines kìa, thấy không? Oh,
của Vietnam Airlines thấy bận. Bố xích vô trong đi. Nó em muốn bố ngồi trong á. Mấy cái đồ mình trèo lên đó là Pacific Airlines, anh thấy không? Mà anh thấy mấy cái người nhân viên cũng bận cái áo để là Pacific Airlines luôn, chứ không có để Vietnam Airlines nữa, anh thấy không? Họ nói là họ Vietnam Pacific Airlines bây giờ là thành viên của Vietnam Airlines đó. Đó, mấy cô đó cũng đều đeo nhãn hiệu của Pacific Airlines hết, chứ không có Vietnam Airlines nữa. If you drew our safety procedures and equipment, we are to watch this carefully. Khởi tàu kịp trong khoảng cách có tạm khởi tàu kịp, hai cửa phía trước. Đây, lần đầu tiên đến Đà Lạt, phi trường Đà Lạt, hàng không Liên Hương Airport, ở đây gọi là Liên Hương bước. Liên Khương. Liên Khương, lùng quá không thấy, không đọc cỡ rõ. Liên Khương. Hả, đây, tới Liên Khương, đây ít máy bay ha. Hồi nãy trong Sài Gòn quá trời, ở đây không có máy bay. Cảng hàng không Liên Khương không có international. Cái này kia băng chuyền hành lý mình nói số 2 ba đứa. Chưa ra hả? Chưa ra. Đi tiểu không? Đi vô tiểu đi. Chưa ra hả? Giờ mình chỉ có 5 cái đó thôi. Giờ mình nhẹ nhẹ hành lý đỡ hơn. Đi vô tiểu đi con. Hả? 5 nhiều quá. À, 5 nhiều quá. Hậu lạ khiên nhiều quá.
bố. Bố quậy. Con lấy nè. Cái này luôn. Hôm nay hậu mới ngủ dậy, hậu không biết. Cho nó nằm ngang qua, bên kia nữa hậu. Đủ 5 cái chưa? Cái màu đen đó. Hôm nay rồi, mình chỉ còn như đây thôi. Let's go. Yeah, có một lối ra thôi. Cái gì vậy? Đi ra. Vũ hả? Chị đây, sau lưng nè. Đây, tới rồi. Thank you. Ok. Chị đi theo anh nữa. Uh-huh. Sao chậm vậy bố? Tết là lạc lạnh quá chậm hả? Trời, giờ tụi nó rảnh ghê không? Nó đi kìa. Mấy bữa trước sắp tùm lum giờ. Được rảnh tay à. Ở đây mát quá. Chị Mai Linh. Mát không hậu? Ở đây mát quá không? Quá mát luôn. I love it. Lần đầu tiên tới đây. Ủa không thấy cái bảng. Có để chữ airport nè. Đi tới đâu cũng có người đón hết, là tại vì mình phải an tâm để biết ai đón mình rồi này nọ cho an tâm đi về, đi tới nơi về tới chốn. Mình không muốn có những chuyện gì xảy ra, cho nên mình muốn đi tua tư để mình đi cho thoải mái, cho con cái không bị ngỡ ngàng. Rồi, cảm ơn anh Vũ nha. Dạ, anh khỏe đó chứ tụi em gửi hết 5 cái kéo ở trong Sài Gòn rồi. Dạ. Tại vì anh không cần mấy cái đó nữa. Chứ nếu không là anh khinh đừ rồi. Rồi đi lên. Có mẹ ở đây khỏi cần máy lạnh. Mát quá. Hả? Đi đâu là đi đâu? Hả? Đi đâu là đi đâu? Bố muốn đi đâu? Ở đây gỡ này ra. Để biết anh cần. Gỡ ra.